Rồi, bây giờ cũng nhắc lại giùm thầy, nếu bài này nó hỏi dễ. Nó hỏi hàm y bằng fx đồng biến nghịch biến là làm sao? Rồi, thầy mời một bạn nhắc lại giùm thầy cái này. Số 23. Dạ thầy. Rồi, sau đấy dàn dạy trước giùm tôi cái. Dạ. Rồi, viết thế nào vô? Dạ. F F F F một với hai. Khoan chờ thầy xíu. Ồ, cũng lâu rồi. Cả tuần nay không thấy tên này nộp bài ha. Mười mấy ngày không thấy nộp một bài cho tôi luôn ha. Hai ba. À, ok, mười mấy ngày không nộp cho tôi một bài nào luôn. Được, vô tư. Thì thầy đã nói rồi, bạn nào nộp thì thầy có thể xem. Thực tế là thầy cũng không đủ thời gian đi xem. Có video cho các bạn tôi còn không được mà. Nhưng mà giá thấy không nộp bài, được lắm. Rồi, đi, Dạ, răng. một với hai. Rồi, ở đây, trong phòng, để giấu vô thế nào? Đi từ trừ vô cực đến một. Dạ, hai là dấu cộng. Trừ hay cộng, coi kỹ, nó đang đi xuống này nha. Trừ hay cộng. Dấu cộng. Tại sao nó cộng? Đã nằm ở trên OX. Rồi, chắc nào, nằm ở trời đâu ý. Tiếp tục 1 đến 2. Dạ, hai dấu trừ. Tiếp tục 2 đến cộng vô cực. Rồi, tốt, cảm ơn bạn. Rồi, từ đây đồng biến nghịch biến biết rồi. Đó, thí dụ nó hoàn toàn có thể cho các bạn một đồ thị hoặc nó cho bạn bảng biến thiên thôi thì hai cái này như nhau, không ảnh hưởng gì tới bài của mình. Nhưng bài này nó cần cho thêm những điểm đặc biệt nữa, nó có cái điểm này nữa, hồi sau ta sẽ xài này. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, thầy mượn một bạn khác coi coi. Bạn nào cảm thấy rằng đủ tự tin để phụ thầy làm cái thằng hàm hợp của bài này về đồng biến nghịch biến. Tại bạn hiểu về đồng biến nghịch biến thì các bạn mới xử lý được về cực trị của nó. Để khi bạn hiểu được cực trị rồi thì ta mới bắt đầu làm được cái bài toán kia. Tại đồng biến nghịch biến với cực trị nó như nhau hết cả. Rồi thầy hỏi là bao nhiêu bạn thấy là mình đủ tự tin để làm, dĩ nhiên chưa phải ra kết quả, chỉ cần xác định được hướng giải thầy sẽ phụ giải với các bạn. Rồi hết giờ. Dạ, còn mình số 4 chơi luôn. Rồi số 4 nãy được rồi ha. Rồi đâu thầy thử coi, có 40, 42 tham gia cuộc vui nè. Rồi đâu 40, thử các bạn. Dạ Rồi thế nào? à, giờ là đạo Đạo hàm. vậy. Dạ Rồi, phải. đạo hàm bằng gì? Dạ x trừ x bình đạo hàm Rồi, nhân x cho trừ x bình đạo hàm nhân cho f phải thế phải của x trừ x bình tốt thế trừ x bình. X trừ x bình đạo hàm bằng gì? bằng 1 trừ 2x. Tốt, 1 trừ 2x nhân cho f phẩy của vi thức này. Vậy từ vi thức này ta đi xét cái con g phẩy bằng 0. Vậy ta được nghiệm bao nhiêu? Được nghiệm là 1 và 2. Rồi, một chơi nha, từ từ nha. Được cái biểu thức này bằng 0 trước nha. Dạ. Rồi, hoặc là cái con f phẩy tại x trừ X cho bình x bình bằng 0. bằng 0. Rồi, con ở trên ra nghiệm bao nhiêu? Trừ 1 bằng 2. Vậy phương trình trên ra nghiệm bao nhiêu anh? Tính Số sai vậy. 2, 1 bằng 2 chứ. Rồi ơi, vô bài thi mà kiểu này thôi chắc gãi cổ quá. 1/2, một con. Rồi con dưới đây, cái biểu thức này ra nghiệm là gì? Dạ là 1 và 2. Rồi đó, cái đây là một với một con nữa là x trừ x bình. Rồi ra nghiệm là hai, tại vì nó cắt ra tại hai điểm này. Rồi đưa cho máy tính bấm phương trình ở x trừ x bình trừ một để nhập hệ số vô nhiều. Dạ, trừ 1. Trừ một, 1. một, Trừ 1. trừ một. Ở đây thầy tạm viết mấy con số thập phân nha, đừng tính toán trở lại. Ê, cái này vô nghiệm rồi kìa, mừng quá. Rồi phương trình này vô nghiệm. Rồi phương trình ở dưới. Dạ, trừ 1, 1, trừ 2. Có khi nào nó vô nghiệm luôn không? Vô nghiệm luôn hả? À, vô nghiệm luôn. Cuộc đời nó sao hơn sung sướng thế. Vậy nó chỉ có một con nghiệm là bao nhiêu đây thôi, là các bạn biến thiên ra quá nhẹ nhàng. Cái này thì tùy bài, nó cho làm sao người ta sơ vậy thôi. Đi từ trừ vô cực đến cộng vô cực, con nghiệm là nhiêu? Đó, 1 phần 2. À, nghiệm là 1/2, còn nó ra trừ 1/2 là thôi đi quá xa luôn nha. Rồi lấy xong máy. Lấy số 1 đi thầy, từ 1 Rồi phần 2 tới cộng vô cùng. à, thích cũng được, có thích cái nào xài đó. Vậy đây lấy số 1, vậy ta đi tính g phẩy tại một. G phẩy tại một thì hết một vô Từ 1. trừ một nhân với f phẩy tại 1 trừ cho 1 bằng 0. f phẩy tại không. F phẩy tại không trong bài toán này nó càng nhiều. Cái phải tại không ra là Mẹ nó ít nghe tại không mẹ. là 1 với 2. Vậy à, f phẩy tại không là không biết thì nó chiếu vô cái trục này này nha. Dạ là 2. Vậy thí dụ như f phẩy tại 3 đi. F phải tại 3 thì lấy số 3 đây nè, F phải tại 3 nè. Đó, thì giá trị nam hay dương? Dạ dương. Dương, ví dụ F phải tại 3 phần 2. Dạ âm. Đấy, được chiếu xuống đây nè, hiểu chưa? Đó, thì cái đó là cách để các bạn đọc câu thầy đấy. Vậy ngay đây mang dấu gì? F Dạ dấu cộng. phải tại 0, mang dấu cộng. Trừ 1, mang dấu trừ. Vậy kết quả cuối cùng ở đây mang dấu gì? Dấu từ. Dấu trừ. Kịp chưa? À, vậy thí dụ đi từ
1/2 đến cộng vô cực là nó nghịch biến, thì ta chốt được đáp án tương tự phía trước thì xử lý. Rồi, cảm ơn bạn.